anh khôi xin mến chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay anh khôi xin được gửi tới quý vị chuyện ngắn mang tên gái ế chuyện siêu tầm mời quý vị cùng đón nghe đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận ở phía dưới nhé. Mọi chuyện sẽ mãi là tình cảm đơn phương từ phía Linh. Thậm chí cô cũng sẽ không bao giờ dám công khai tình cảm của mình nếu như không có cuộc hẹn gặp của vợ Tuấn ngày hôm đó. Thùy Linh mở mắt ra, cảm thấy trống trải. Cô đưa tay sang phía bên cạnh. Tuấn không còn nằm đó nữa. Cô thàng thốt bật đầu dậy, nhìn khắp căn phòng. Thế rồi Linh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ở ngoài ban công. Tuấn thả vào không gian từng làn khói lãng đãng của điếu thiếu. Thấy Linh mở cửa bước ra, Tuấn dập vội điếu thuốc, cởi chiếc áo khoác choàng lên người Linh. Đêm khuya rồi, em dậy làm gì? Vào nhà đi, anh ở đây cho hết khói thuốc này rồi anh vào. Linh mặc kệ, cô bất chấp lao vào, ôm lấy Tuấn từ phía sau. Sao anh không ngủ, lại ra đây làm gì? tuấn ôm lấy linh thật chặt vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi khẽ thở dài có nhiều cái đau đầu phải suy nghĩ quá em ạ à. nếu sau này anh làm gì đó khiến em không vui đừng giận anh nhé phải sống thật tốt biết chưa cái câu nói lấp lửng đó của tuấn càng khiến linh thấy thấp thỏm lo âu anh có điều gì giấu cô anh đang phải trải qua những gì cô cứ thế nép vào vai anh miên man tìm câu trả lời Linh 32 tuổi, chẳng phải nói vòng, nói vo làm gì. Cái tuổi đó, người ta gọi cô là gái ế cũng chẳng hoa. Đúng như người ta nói, đã mang phận đàn bà, thà xinh đẹp mà ngốc nghếch hoặc xấu xí mà có tiền thì cơ hội tìm được chi kỳ cao hơn. Còn Linh, cô thuộc tuyết vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại lắm tiền. Thế nên cô ế, kiểu ế của cô là vì cao không tới, thấp không thông. Thực ra, khi chạm ngưỡng 30 tuổi, Linh cũng dẹp hết những tiêu chuẩn, những yêu cầu ở một người bạn trai. Cô chỉ muốn tìm ai đó hiểu mình, là mình rung động là được. Linh cũng đã đi gặp vài đám, do bạn bè, người quen mai mối. Nhưng khi cái duyên chưa tới, thì gặp rồi mà cảm xúc cứ trơ ra. Vậy là cô thôi. Thế rồi, chẳng hiểu run rùi thế nào. Linh yêu Tuấn, nó trở thành sự trái khoáy là bởi cô đã bỏ qua bao nhiêu mối tốt bao nhiêu gã độc thân tài giỏi để yêu một người đàn ông có vợ. Linh và Tuấn làm cùng một công ty, Tuấn mới chuyển về đây được nửa năm. Ban đầu, cô ấn tượng bởi cái vẻ ngoài điển trai và giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai của Tuấn. Sau này, càng ngày cô càng bị hút mạnh mẽ vào anh khi chứng kiến gương mặt luôn phẳng phất những nỗi buồn. Sau nhiều lần đi làm riêng với nhau, hai bên trò chuyện, Linh mới biết cuộc hôn nhân của Tuấn không hạnh phúc. Tất nhiên, cô không phải loại con gái ngốc nghếch đến độ tin vào lời của mấy gã đàn ông rằng vợ chồng anh không có tình yêu sống với nhau chỉ vì trách nhiệm tuấn cũng chẳng bao giờ nói những điều đó với linh anh luôn mỉm cười không kể về gia đình nhưng cũng không bao giờ nói xấu vợ chuyện về tuấn là do linh nghe một vài người đồng nghiệp kể cứ thế linh phải lòng tuấn từ lúc nào không hay nhưng tuấn đúng mực lắm anh không bao giờ cho Linh cơ hội được gần mình vì luôn tự xác định bản thân là người ràng buộc hôn nhân. Tuấn càng như thế, Linh càng khao khát. Chính Linh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại cuồng si đến như vậy dù từ trước tới nay cô luôn tối kỵ việc tranh chồng, cướp vợ của người khác. Mọi chuyện xem mãi là tình cảm đơn phương từ phía Linh. Thậm chí cô cũng sẽ không bao giờ dám công khai tình cảm của mình nếu như không có cuộc hẹn gặp của vợ Tuấn ngày hôm đó nhận được điện thoại từ vợ tuấn linh có chút run sợ nhưng rồi cô tự nhủ chẳng có gì phải suy nghĩ cô yêu tuấn nhưng tình cảm đó vẫn chỉ nằm trong lòng cô thậm chí cô còn chưa từng nói ra việc đó với tuấn cô cũng chưa làm gì quá đáng cả nếu vợ tuấn có ghen thì là chị ta vô lý mà thôi hôm đó linh gặp vợ tuấn trong một quán cà phê cuối hẻm ngồi đối diện với vợ tuấn linh cố tạo ra vẻ bình thản Chị ta trông cũng có vẻ tử tế, không có gì giống như việc sẽ đi đánh ghen ầm ĩ. Vợ Tuấn mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi, "Em yêu chồng chị đúng không?" Linh lắp bắp, run rẩy, cô không biết phải trả lời như thế nào. "Em đừng sợ, chị tìm gặp em thế này là có lý do, chồng chị có giống mấy bà sồn sồn đi đánh ghen không?" Linh vẫn im lặng, cô không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi quá khó của chị ta, không lẽ lại trơ ra mà trả lời em đang yêu chồng chị đấy người phụ nữ đó mỉm cười nắm lấy tay linh như một cách trấn an chị biết em không phải loại con gái đó thực ra chị biết chuyện của em vì nhiều lần nhìn thấy tuấn ngắm nhìn ảnh em qua facebook cái cách anh ấy nhìn em là chị đủ hiểu nó giống một gã si tình nhưng lại không thể tỏ bày linh tự nhiên thấy toàn thân mình run lên cái cảm giác khó thở nơi lồng ngực người đàn bà đó lại tiếp tục chị với tuấn không còn tình yêu anh chị sống với nhau đến giờ này cũng là vì hai đứa con thôi thực ra chị cũng muốn ly hôn giải thoát cho cả hai nhưng chị cần có tiền để nuôi con nói chung giữa anh chị còn một vài vấn đề cần phải giải quyết nên chưa thể chấm dứt được có thể em thấy lạ khi chị tìm em thế này nhưng cùng là phụ nữ thấy em cũng không phải loại hư đốn chị cũng muốn em tìm được hạnh phúc của mình chị với tuấn không còn tình yêu nhưng chị cũng vẫn quý trọng anh ấy bọn chị giờ là bạn nên nếu em có tình cảm với tuấn cứ tìm hiểu chuyện ly hôn của anh chị chỉ là sớm hay muộn mà thôi cuộc nói chuyện hôm đó linh hầu như không nói được lời nào toàn bộ đều là vợ tuấn chia sẻ khi chị ta về rồi linh vẫn còn ngây người ra không hiểu chuyện gì cô chỉ biết rằng Chính những gì chị ta nói đã khiến cô có động lực để chinh phục tình yêu này. Gần nửa năm sau, Linh mới chính thức có được Tuấn. Anh né tránh cô nhiều, chỉ tới khi trái tim không thể nào cản ngăn được cảm xúc nữa, họ mới yêu nhau, nhưng ở công ty, họ vẫn đóng vai trò là đồng nghiệp của nhau. Linh cũng không muốn chuyện này lộ ra, cả hai muốn sau khi Tuấn làm thủ tục ly hôn một thời gian mới công khai tình cảm. Đêm nay, giống như một vài đêm rảnh rỗi khác tuấn lại đến bên linh đã nửa năm rồi họ trong một mối quan hệ không thể để người khác biết chỉ có linh tuấn và vợ anh biết điều này thậm chí những đêm mà tuấn đến với linh vợ anh rất biết ý không bao giờ chị nhắn tin điện thoại làm phiền linh thầm cảm ơn và cảm phục người phụ nữ ấy linh và tuấn trở lại chiếc giường êm ả họ nằm nép vào vai nhau mối quan hệ này cứ khiến họ nhức nhối nó vừa khiến hai bên cuồng si đam mê nhau vừa khiến họ sợ sệt lo lắng nhiều điều tuấn ôm linh vào lòng hôn nhẹ lên trán cô linh tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào đó rồi thiếp vào giấc ngủ sáng hôm sau khi linh tỉnh giấc cô thấy tuấn đã đi rồi anh luôn rời khỏi căn hộ của linh từ sớm để tránh cái nhìn soi mói của mọi người xung quanh linh sửa soạn áo quần tới công ty có lẽ giờ này tuấn cũng đã tới chỗ làm rồi cũng nên linh bước vào phòng làm việc cô hơi bất ngờ khi thấy bàn của tuấn trống không đồ đạc giấy tờ đều đã dọn dẹp sạch sẽ linh thoáng giật mình cô giáo giác tìm một người đồng nghiệp của cô chạy tới này ông tuấn nghỉ việc rồi nghỉ đột ngột sáng đến đưa đơn xin nghỉ về dọn dẹp đồ đạc rồi đi luôn không ai hiểu vì sao cả chân linh như nhũn ra tại sao tại sao anh lại như thế linh lập cập rời khỏi phòng làm việc cô bấm số liên hồi gọi cho tuấn nhưng không được không lẽ anh định trốn tránh anh định bỏ cô đi giữa chừng như thế ư mới đêm qua thôi họ còn bên nhau như một đôi tình nhân vậy mà sao giờ anh lại thế tuấn không nghe máy cô nhắn tin anh cũng không trả lời giữa cái lúc bấn loạn đó linh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất vợ tuấn linh bấm số gọi cho vợ tuấn nghe linh trình bày vợ tuấn nhẹ nhàng kể anh ấy có những dự định mới anh tuấn muốn đi nước ngoài làm việc và kiếm tiền tuấn bảo cảm thấy hổ thẹn với em vì em quá thành đạt và nhiều tiền còn anh ấy đã có vợ lại kém cỏi về kinh tế hơn nữa lần này tuấn đi là vì anh ấy muốn có một khoản để hỗ trợ chị sau khi anh ấy về chính thức ly hôn anh ấy sẽ đưa chị một khoản lớn để chị nuôi hai con tuấn là người đàn ông có trách nhiệm phải làm được những điều đó anh ấy mới yên tâm ly hôn giờ nghe nói tuấn đang vay mượn khắp nơi để lấy tiền chạy đi nước ngoài anh ấy không muốn kể với em có lẽ vì sợ em lo lắng anh ấy cũng bảo muốn dùng thời gian xa cách này để thử thách tình yêu của em và anh ấy nghe những lời vợ tuấn nói linh bật khóc tức tưởi cô thấy mình quá vô tâm khi yêu anh cô đã không hiểu cho những nỗi khổ tâm của anh đúng là yêu một người đàn ông từng có gia đình không thể nào hồn nhiên quá được tối hôm đó linh lùng sục mãi rồi cũng tìm được tuấn vừa gặp anh cô bật khóc ôm chặt lấy anh mãi không rời tại sao anh quyết định như vậy mà chẳng hề bàn bạc với em anh không coi em là người yêu của anh ư nếu không phải em nói chuyện với chị ấy thì anh định cứ thế lẳng lặng mà rời xa em à anh xin lỗi nhưng anh không biết phải đối diện với em như thế nào em dù sao còn trẻ hơn còn có nhiều tiền đồ phía trước hiện tại anh chưa thể lo được cho em anh còn những gánh nặng của riêng mình anh phải lo cho các con xong xuôi mới có thể tự do và yêu em được hơn nữa so với em anh quá kém cỏi em có tiền bạc có địa vị còn anh chỉ là một thằng nhân viên quèn dù có bao biện cỡ nào anh cũng thấy mình không xứng vì thế anh cần thời gian anh phải gây dựng sự nghiệp xong xuôi và giải quyết hết những vấn đề của mình chỉ khi ấy anh mới có thể tự tin mà đến bên em được nhưng tại sao anh phải chọn cách đó anh đi nước ngoài anh định đi bao lâu chừng ba bốn năm gì đó khi nào xong được việc thì anh về em nhìn xem giờ anh có gì đâu anh bỏ vợ lúc này thì các con anh cũng khổ mà anh cũng không thể đến bên em khi chưa có gì trong tay linh ôm ghì lấy tuấn cô không chấp nhận được việc phải rời xa anh không em không đồng ý dù sao anh với chị ấy cũng không còn tình cảm với nhau. Chị ấy bảo muốn anh phụ một khoản tiền để nuôi con, nếu giờ em làm giúp anh những việc đó thì có được không? Tuấn gạt Linh ra, thái độ anh đầy bực bội, anh không muốn như thế, anh không muốn lại phải mang ơn em. Không phải là mang ơn, anh còn muốn em phải chờ đợi đến bao giờ nữa? Em đã ngoài 30 tuổi rồi, anh còn đi tới 3, 4 năm, anh muốn cả thanh xuân của em là chờ đợi thôi ư? Tiền bạc của em cũng là để vì tương lai sau này. Nếu anh là chồng em, tại sao em lại không thể giúp anh được? Nghe đến đây, Tuấn im lặng. Đúng là với Linh bây giờ, sự chờ đợi là quá tàn nhẫn với cô. Yêu Tuấn, Linh đã thiệt thòi rất nhiều rồi. Bắt cô phải vì anh mà chờ thêm nhiều năm nữa là một sự bất công quá lớn. Linh nhìn Tuấn bằng đôi mắt ẩn ẩn nước. Anh nghe em này, em biết anh mặc cảm khi ở công ty vị trí của anh không được bằng em em cũng biết anh cần có tiền để chi trả những khoản riêng của mình em sẽ giải quyết từng thứ một chỉ cần anh đồng ý cho em là một phần của cuộc đời anh chỉ cần anh chịu mà thôi đây là vì tương lai của chúng ta không phải ơn huệ hay thương hại gì hết tuấn thấy mình không có lý do gì để từ chối có lẽ đó là điều tốt nhất lúc này cảm ơn em anh nhất định sẽ dùng cuộc đời còn lại sau này để bù đắp cho em. Linh hẹn gặp vợ Tuấn thêm một lần nữa. Việc lần này, cô hoàn toàn không cho Tuấn biết. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em. Em muốn bàn với chị một chuyện. Em sẽ đưa chị một khoản tiền để chị làm vốn liếng nuôi các cháu. Em muốn thay anh Tuấn có trách nhiệm với các con sau khi anh chị ly hôn. Chuyện này mong chị đừng nói với anh ấy. Anh Tuấn là người có lòng tự trọng em sợ rằng anh ấy sẽ cảm thấy bị coi thường khi em đứng ra lo liệu việc này vì thế mong chị nhận số tiền và coi đây như một bí mật của hai chị em mình sau đó chị có thể ly hôn và tìm sự giải thoát cho cả hai vợ tuấn mở phong bì tiền ra chị ta ngồi thinh lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý vậy coi như thỏa thuận giữa chị em mình đã xong em hãy yên tâm chị sẽ không nói với ai về việc này và sẽ đề nghị làm thủ tục ly hôn sớm với tuấn chị cũng mong anh ấy sớm ổn định được cuộc sống linh ra về và thở phào nhẹ nhõm cô thấy mừng vì cuối cùng cũng có thể giúp tuấn việc còn lại chỉ cần làm cho anh trở thành một người đàn ông có thanh danh và sự nghiệp nữa thôi một tháng sau khi tuấn nghỉ việc linh và tuấn ít gặp nhau hơn hàng ngày anh vẫn nhắn tin Điện thoại hỏi thăm Linh nhưng việc gặp bên ngoài thì hạn chế bởi Tuấn quá bận, Linh cũng hiểu cho điều đó. Tuấn kể, anh sẽ mở công ty riêng, làm giám đốc tự mình kinh doanh, chỉ có như thế mới khiến anh cảm thấy tự tin khi sánh vai cùng Linh thôi. Nói về chuyện ly hôn của Tuấn và vợ, Linh cũng bồn chồn, lo lắng. Tuy nhiên, cô không muốn dục dã, cô đã tử tế đến mức này, đợi chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao nếu cô thúc ép cô sẽ chính thức biến mình trở thành kẻ chen chân vào gia đình anh vài hôm trước vợ tuấn có nói với linh rằng họ chưa làm thủ tục ly hôn được vì còn rắc rối một số giấy tờ pháp lý tuấn đang mở công ty cũng không muốn lằng nhằng thấy vậy linh mừng thầm trong bụng vì dù sao vợ tuấn cũng là người phụ nữ tử tế hai bên tuy không còn tình yêu nhưng ít ra cũng luôn cố gắng vì nhau sau khi đã tính tới chuyện ly hôn cô đã tử tế đến mức này đợi chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao nếu cô thúc ép cô sẽ chính thức biến mình trở thành kẻ chen chân vào gia đình anh ở cái tuổi không còn trẻ linh đã tính đến chuyện có con thực ra cô cũng không còn quan trọng việc có bầu trước khi cưới nữa vấn đề là hạnh phúc mà hai người có với nhau chứ không phải là lời thiên hạ nói nhưng khi nghe linh đề nghị như vậy tuấn gạt đi anh bảo không muốn đứa con sẽ phải chịu lời dèm pha của người đời. Bởi vì dù sao, trước pháp luật, giờ đây anh vẫn đang là chồng của người đàn bà khác. Chuyện có con với Linh là một điều không nên. Đứa bé sau này sinh ra cũng bị ảnh hưởng. Nếu đã yêu thương và chờ nhau đến giờ, hãy học cách đợi thêm một thời gian nữa. Bẵng đi hơn hai tháng, Linh hầu như không được gặp Tuấn. Sự liên lạc giữa hai người chỉ còn là những tin nhắn vội vàng vào cuối ngày cô bắt đầu chạy lòng, thấy tủi thân và hơi lo ngại. Nhưng rồi cô lại tự nhủ với mình, yêu là phải có niềm tin. Một buổi sáng cuối tuần, trong khi Linh đang vùi đầu vào chăn để ngủ nướng, Linh nhận được điện tin nhắn từ Tuấn. Dễ cũng phải tới cả tháng nay rồi cô còn chưa được gặp anh. Cô tủi thân nhưng phải hiểu cho người đàn ông mà mình yêu. Anh còn đang bật ổn định lại cuộc sống. Và chỉ khi đó, hai người mới có thể đến bên nhau. Nhìn dòng tin nhắn với nội dung, thứ ba tới công ty mà anh làm giám đốc sẽ chính thức đi vào hoạt động em phải đến để chung vui với anh nhé linh đã mỉm cười từ khóe mắt cô những giọt nước mắt cứ lăn dài cuối cùng thì ngày đó cũng đến rồi chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi chuyện tình của cô và tuấn có thể đi tới đích được rồi ngày hôm đó linh chuẩn bị từ sáng sớm cô lựa chiếc váy màu đỏ rực rỡ tôn lên vóc dáng đáng ngưỡng mộ của mình Linh muốn mình thật xinh đẹp khi xuất hiện cùng Tuấn trong ngày trọng đại này. Dù sao, những gì Tuấn có ngày hôm nay cũng có một phần không nhỏ công sức của Linh. Bật giác, cô thấy mình hệt như người vợ của anh vậy. Công ty do Tuấn mở không quá to, nhưng ngày hôm đó cũng đông người đến dự. Linh xuất hiện và cảm thấy mình có đôi phần lạc lõng. Và rồi, điều khiến cô chết lặng chính là khoảnh khắc Tuấn xuất hiện. Anh khoác tay vợ mình, bước vào trên thảm đỏ đầy kiêu hãnh và tự hào. Trong phút chốc, Linh có cảm giác trái tim mình như có ai bóp nghẹt. Nhìn họ lúc này không giống một đôi vợ chồng sắp đi tới bờ vực của sự đổ vỡ. Linh nhìn sâu vào ánh mắt Tuấn để tìm một câu trả lời. Nhưng anh lướt qua cô, như một người lạ, rừng rưng, vô hồn. Anh bận rộn nắm tay vợ mình đi gặp gỡ quan khách. Linh cố an ủi mình, chỉ là diễn kịch, chỉ là diễn kịch mà thôi trước đông đảo mọi người tuấn đầy tự tin giới thiệu về công ty anh không quên dành cho vợ cái nhìn tình tứ và nói lời ngọt ngào có được ngày hôm nay tôi phải cảm ơn sự hy sinh rất lớn của vợ tôi cô ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều điều thậm chí cô ấy cũng đã dồn cho tôi một khoản tiền lớn để tôi mở công ty này tại linh như ủ đi cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cô như trở thành người vô hình trong câu chuyện này linh chạy vội tới kéo tuấn ra một góc nhưng vợ anh không phải vừa chị ta đi theo tuấn nắm chặt lấy tay anh như một cách đánh dấu chủ quyền thế này là sao anh nói cho em nghe đi anh xin lỗi anh và vợ sẽ quay về bên nhau bọn anh sẽ kinh doanh làm ăn và nuôi dạy các con chuyện của anh và em không thể đi tới đâu cả anh không muốn cuộc đời mình xáo trộn linh chết lặng khi nghe những lời tuấn nói tuấn bỏ đi rồi còn vợ anh đứng lại chị ta vỗ nhẹ lên vai linh em vẫn còn dại lắm đàn ông muôn đời chẳng bao giờ bỏ vợ bỏ con đâu những gì em làm những gì em hy sinh xét cho cùng chẳng thấm vào đâu cả xin lỗi em nhé anh ấy vẫn là của chị số tiền em đưa chị coi như khoản tình phí cho việc mua lấy một bài học mua lấy chút thời gian hạnh phúc mộng mơ bên chồng chị nhé chào em cảm ơn em đã đến dự khai trương công ty của vợ chồng chị linh trốn chạy khỏi nơi đó như muốn lao ra khỏi cơn ác mộng của đời mình từ một cô gái tuổi đã muộn màng linh cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với mình khi bản thân yêu chân thành cô không ngờ vợ chồng họ lại có âm mưu tồi tệ đến vậy nhưng chuyện này linh chẳng thể nói cùng ai cô ôm mối hận một mình coi nó như bài học lớn suốt đời khi cố chen chân vào một mối quan hệ mịt mờ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên đèn dầu, tác giả Quang Nguyễn. Chẳng biết loài bông tràm nở vào tháng nào mà màu vàng tơ đã trổ rộ kín cây. Những chùm bông là tả đỏng đảnh trước gió lùa phe phẩy, rồi ngắm mình dưới con nước trong xanh, chẳng có chút hương nào. Xung quanh chỉ cây tràm dày đặc, những tán lá như quàng tay đan nhau đến um tùm rậm rạp. Mắt nhìn lên mà chẳng thấy khoảng rộng của màu xanh ra trời. Tiếng khua trèo ì ục, chiếc xuồng nhỏ vội lướt như như con cá vẫy, tạo ra và chia đều hai đường sóng đôi bên. Những tiếng lá cây va vào nhau nghe lung lay xào xạc, ếch nhái nhảy lùm chùm và tiếng quẫy mạnh của những con cá to. Mùa nước nổi năm nay lớn hơn những năm trước, cả cánh đồng lênh láng chỉ một màu trắng tinh. Mấy gò cao đã bị nước nhấn chìm chẳng còn thấy màu xanh của ngọn cỏ nhú lên. Cũng chẳng biết lục bình từ đâu mà lình bình trôi về. Từng đám tách rời rồi tụ lại như một cuộc hạnh ngộ đã có hẹn từ trước. Chiếc xuồng vừa rời khỏi rừng tràm. Hiện ngay trước mắt là bầu trời trong xanh thật quang đãng nhẹ nhàng. Từng đợt gió vù vù tắp ra thịt lạnh ngắt. Chiếc xuồng đi chậm chậm tới vùng rộng mênh mông nhìn xa xa nó như một dấu thiên di với nền trời là những tầng mây trắng, từng ngọn sóng to nhỏ nối tiếp chồng lên nhau, chúng tới tấp vỗ ảo ạt làm chiếc xuồng lắc lư, mấy đám lục bình như những chiếc phao xanh, chúng cũng trôi nổi như phận người bên dòng đời quá vội. Chỉ mới có hơn tháng 8 mà vùng hạ lưu từ dòng Mê Công đã thương nhớ đồng bằng. Chúng gửi theo tâm tình bằng những dòng nước ngọt có mùi vị phù sa mang tặng cho thổ nhưỡng rồi rào nguồn thủy sản như món quà thăm hỏi đến vùng đất đồng bằng. Cho nên bây giờ con nước dòng nước lớn, cánh đồng mênh mông hóa thành biển cả. Việc đánh bắt cá cũng đang bắt đầu tấp nập từ lúc nước đầu mùa mới tràn về. Tiếng huyết sáo yêu đời lồng lộng giữa không gian đầy tĩnh lặng. Chiếc xuồng vẫn tiếp tục hì hục tìm điểm thích hợp để răng lưới đánh bắt cá như những năm vừa qua. Tôi thoáng nhìn lại sau bỗng giật mình reo lên. Trời ơi! tôi đã đi xa lắc xa lờ rồi, mà cái hướng về nhà là đường chân trời dài thăm thầm ở phía trước, ước tính cũng đã qua đến cả mấy cánh đồng. Cũng do mùa nước nổi nó nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh, giờ chỉ toàn là màu nước, chẳng định hướng được nó xa đến chừng nào. Chỉ biết phía tít tắp ấy là nơi để trở về. Mùa nước nổi của những năm trước tôi chỉ loay hoay đặt lưới trong phạm vi gần nhà. Thế mà năm nay lại có quá nhiều người cùng răng những cây xào nhô lên đứng san sát nối liền nhau thẳng hàng. Việc tập trung đông đúc chiến lợi phẩm thu về không gọi là khấm khá. Tôi nghĩ cái chuyện đi xa đến nơi chẳng có ai thì việc đánh bắt sẽ đầy ấp khoan xuồng. Cũng chẳng biết ai đưa đường dẫn lối mà lại trôi giạt tới một nơi xa lạ. Xung quanh không có một bóng người, chỉ riêng một mình với chiếc xuồng nhỏ giữa cánh đồng nước rộng. Phía bên kia gò cao là cái nhà sàn lẫn vào trong đám cây mai dương với những đồi cỏ hoang ở trước có lùm điên điển gầy guộc bông vàng nở rộ làm nổi bật cả một hướng cái căn nhà sàn có khói bếp đang tỏa tôi hiểu đó không phải là nhà hoang chắc chắn có người đang sinh sống nhưng vì sao lại chỉ có duy nhất một cái nhà giữa vùng đất hoang vu vắng vẻ như thế này tôi quyết định rằng lưới tại nơi đây dù sao cũng có căn nhà để làm dấu khi quay trở lại tôi dễ tìm ra mà chẳng sợ lạc hướng như những nơi trống rỗng chẳng có điểm mốc nào tôi bơi xuồng tiến thẳng về phía căn nhà. Tình cờ gặp cô gái ngồi trên chiếc cầu ván bắt ra đang cặm cụi giặt rũ. Cái tạng người nho nhỏ với mái tóc dài đen láy, chiếc nón lá che nghiêng khuất hết cả gương mặt. Cô đang gục xuống miệng ngân nga câu hát, tay vỏ những chiếc áo mà chẳng để ý đến những gì xung quanh. Đặc biệt là tiếng khua trèo của xuồng tôi đang chuẩn bị sắp tới, càng gần tiếng động khua càng to. Cô gì ơi, cô ơi, cho tôi hỏi, Tôi răng lưới ở nơi này, liệu như thế có được không hả cô? Cô ngước mặt lên nhìn. Ôi, cô có một nét đẹp rất bình dị, chút đậm đà của con gái miền sông nước, lời nói nhẹ nhàng trong trẻo như mặt nước gợn đều những lăn tăn bé tí, nụ cười duyên dáng e thẹn, lúng liếng đôi má tròn. Không được đâu anh ơi, trước mặt là con sông, mà sông thì sâu lắm làm sao cây xào cắm tới mà nhô lên cao đây. Huống gì lâu lâu cũng có vài chiếc ghe chạy ngang, răng ở đây thì rách lưới hết, anh ra phía trước mà răng, nơi đó mới đúng là ruộng lúa. Tôi lấy cây dầm đo thử, quả thật đây là con sông, nó sâu tới hun hút. Nước ngập trắng xóa tôi nhìn đâu đâu cũng thấy như nhau, chẳng biết đâu là sông, đâu mới là ruộng lúa. Cảm ơn cô nhiều, tôi sẽ đến đó liền. Lát nữa anh cho em đi cùng với, ra hái rau muống để nấu canh chua cho chiều tía có ăn anh tấp xuồng vào đây đi, chờ em giặt xong sẽ đi cùng liền. Tôi trèo xuồng tới buộc dây vào cái cầu ván nơi cô đang ngồi. Cô đặt cái thau xuống, rồi đứng dậy giang tay hái những chùm điên điển non ngọt đang đồng đành làm dáng ở trên cành. Tôi lấy cây dầm đưa lên quặng cành xuống thật thấp cho cô dễ dàng hái. Những bông điên nằm gọn trong bàn tay trắng nón. Cô cho vào chiếc nón lá khẽ cười rồi bước đi lên nhà. Anh hai chờ em một xíu tôi cười nhìn theo cái dáng đi của cô trong chiếc áo bà ba màu tím như hoa cả tôi nói thầm trong bụng xứ khỉ ho cỏ gáy mà lại có một người con gái xinh đẹp dịu hiền nết na thì thật tình chẳng tin vào mắt của mình được anh hai anh hai mình đi thôi ờ ờ mình đi anh hai nghĩ gì trong đầu mà nhìn lên cây điên điển rồi cười một mình vậy tôi đang suy nghĩ không biết về rồi có còn nhớ hướng để tới đây không nữa anh hai ở đâu mà tới đây răng lứa có một mình vậy nhà tôi ở tận xóm gò xóm gò phải rồi cô cũng biết xóm gò nữa sao dạ cũng chẳng giấu gì anh hồi đó em cũng hay sang xóm gò bán rau muống cũng mấy mùa nước như thế này xóm gò thì ở xa với nơi này tít phía hướng kia kìa hồi đó em phải chạy ghe máy chứ trèo xuồng không nổi cũng chẳng biết chừng nào cho tới được đến nơi vậy là cô cũng biết xóm gò Trời ơi mừng quá, mà bây giờ cô còn mang rau muống lên xóm tôi bán nữa không? Em nghỉ mấy năm nay rồi, mùa khô thì làm lúa, mùa nước thì đánh bắt cá. Lâu lâu cũng đem một ít cá mắm ra chợ xóm bán lấy tiền để mua gạo, mà em cũng sắp ra chợ rồi đó anh hai. Tía ủ được mấy lu mắm đợi nấu xong rồi em mang đi. Thôi mình đi anh hai ơi, chưa trời chưa chặt rồi con gì. Tôi mở dây xuồng rồi vội vã trèo đi chiếc xuồng lúc lắc và mái tóc dài chấm lưng của cô cũng thướt tha dập dìu, khi dáng nhỏ nhỏ xinh xinh in xuống dòng nước như hai nàng tiên đang cười đùa khúc khích. đôi bàn tay mềm mại ngắt từng ngọn rau muống non, tơ xanh mơn mởn nhô lên dưới dòng nước. anh hai răng ở đây đi, cá nhiều lắm đó vì cả khu vực này chẳng có ai răng lưới ngoài tía của em ra, mà sao anh hai từ tận xóm gò lại ra tới nơi này để răng lưới vậy? Không biết sao mùa nước năm nay quá nhiều người đánh bắt cá, hầu như ai cũng tập trung sang cánh đồng nơi ấy. Tôi sợ không có cá mới sang đến tận đây. Mà cô tên là gì vậy? Em tên là Út Diệu. Tôi tên là Thuần, mà tôi không phải thứ hai đâu. Tôi thứ năm lận đó. Dạ anh năm. Cô Út sống ở đây với gia đình luôn hay sao? Em sống với tía. Chỉ có hai tía con nương vào nhau thôi. Ở đây buồn hơn xóm gò phải không cô Út? vì nhìn đi nhìn lại chẳng có căn nhà nào ngoài nhà cô út già. Dạ, ở đâu thì quen đó thôi anh Năm Thuần. Ngày em mới về đây cũng thấy buồn vắng vẻ điều hưu lắm, nhưng sống mãi rồi cũng cảm thấy quen. Cô út từ đâu mà về đây? Dạ, tía em quê ở Bạc Liêu rồi lên tận đây mua đất để làm ruộng. Sao mình phải lên tận xứ này để mua đất thế cô út? Vì ngày xưa tía đi bộ đội ở đây rồi cưới má và sống luôn cho tới tận bây giờ vậy là quê ngoại của cô út là ở đây phải rồi đó anh năm nhà ngoại ở xã khác vậy sao tía cô út không mua đất trong xóm gò để sống gần tròn xóm đông đúc tối lửa tắt đèn có nhau mà lại chọn nơi điều hưu đồng sâu mông quạnh như thế này do ngày xưa đất ở xóm gò không có nên mua tạm ở đây chứ sau này em với tía cũng rìa xóm gò để ở thôi thế trong xóm gò cô út có quen với nhà ai không em thì biết chỉ mỗi cô ba ở ấp giữa mà thôi. Hồi đó thường đem rau muống lên để bán cho cô ba, rồi có quen biết. Tía thì danh lắm, vì hồi đó tía đi lính nên có nhiều bạn bè. Nhưng chắc lâu quá không gặp nhau rồi thất lạc cho tới bây giờ đó anh Năm. Cô ba ở ấp giữa. Phải rồi, cô ba ấy vui tính mà lại tốt bụng nữa. Nhớ có một lần em lên đó bán rau muống, tới nơi chiếc ghe bị hư máy, em với cô ba phải đi lên tận chợ xóm để kêu người ta sửa ngày mai mới có thể sửa xong vì đường quá xa nên cô ba không cho em trèo ghe về sợ nguy hiểm phận yếu đào tơ một thân một mình trên cánh đồng mênh mông nước giữa trời tối nhem nên cô ba bắt em phải ở lại sáng mai chờ sửa xong rồi mới chạy ghe về người xóm gò của anh năm tốt bụng quá em là người xa lạ chẳng bà con thân thích mà họ coi như con ruột trong nhà lại còn cho em mượn tiền để trả công sửa máy nữa chứ em định bụng hôm nào vào chợ sẽ xuống thăm cô ba mang biếu cô chú một ít cá mắm để tỏ lòng biết ơn nhưng vẫn chưa có dịp đi đó anh năm chỉ có mùa nước này chứ còn mùa khô em không đi chợ trên đó vì nơi này ghe hàng ngày nào cũng đều chạy ngang ở xóm tôi thì có quá nhiều người thứ ba cô út có biết tên thật của cô ba đó là gì không dạ em cũng rõ cho lắm chỉ biết nhà cô ba có nuôi heo, cứ cách vài ngày em lại mang rau đến bán. Thì xóm của tôi đa số nhà nào cũng nuôi heo, cô Út nói vậy làm sao tôi biết cô ba đó là ai? Em thật không rảnh, khi nào ra chợ sẽ đi thăm cô ba, em nhớ đường đi, thật sự cũng thấy nhớ cô ba, mà mỗi lần gặp cô ba thì em ngại muốn chết đi được. Ủa sao gặp cô ba mà cô Út lại ngại? Thì lần nào gặp cô ba cũng hỏi chịu làm dâu nhà cô không? đã lâu quá rồi không còn được nghe lại câu hỏi ấy nữa vậy cô ba có ý muốn cô út làm dâu đó cô út ngại chắc là thấy trong bụng cũng ưng nên mắc cỡ đúng không ủa mà nói vậy là cô út chưa có chồng hả em nói rồi mà em sống chỉ có hai tía con thì lấy đâu ra chồng cái anh năm nay mong rằng sau này cô út về xóm gò sẽ là hàng xóm của gia đình tôi được vậy thì còn gì bằng phải không cô út Thật ra em cũng thích xóm gò hơn những xóm khác, vì ở đó có cô ba. Em xem cô như má của mình vậy, vì em mồ côi mẹ từ thuở còn nhỏ. Thấy cô ba thương, làm em xúc động quá trời. Chắc chỉ là lòng tốt của người dân quê đó thôi cô út ơi. Gia đình nào gặp người lạ khó khăn trong trường hợp đó cũng đều như thế hết thôi à. Cô không còn cười nữa chỉ dạ một tiếng rồi lặng lặng hái rau muống bỏ vào trong khoan xuồng. Tôi tiếp tục răng lưới đôi khi mắt liếc sang nhìn cô đang loay hoay từng cử chỉ dịu dàng trên chiếc xuồng bé nhỏ. Anh nằm xong chưa? Em hái rau xong rồi đó. Ừ, cô út chờ tôi một lát, tôi lên để đưa út vào bờ. Tôi leo lên xuồng với phần dưới ướt nhem, tay lấy cây dầm trèo về hướng nhà cô. Cô út hái nhiều rau muống quá. Tía thích ăn canh chua vào mùa nước nổi, đặc biệt là nấu với rau muống, điên điển, bông súng với cá linh non đầu mùa tất cả đều chấm với nước mắm mặn rầm ớt tía ưa món này từ hồi mới cưới má lận nghe tía kể vậy chiều nay hoặc chiều mai tôi trở lại đây để thăm lưới tới nơi chắc trời cũng chập tối tôi có thể vào nhà cô út để thăm hỏi bác trai không được chứ nếu trời tối thì anh năm phải đội theo chiếc đèn pin trên đầu để thấy hướng mà trèo cảm ơn cô út nhắc lát về tôi sẽ chuẩn bị cái đèn pin nhưng nếu tối quá mà anh năm không định hướng được thì cứ nhìn xung quanh nơi nào có ánh sáng của ngọn đèn dầu lập lờ thì đó chính là nhà em và phía trước là nơi của anh năm răng lưới cảm ơn cô út nhiều tôi nhớ rồi em hay để đèn dầu phía trước cửa thôi em lên bờ đây anh năm về cẩn thận nhé tôi vẫn ngồi trên chiếc xuống nhìn cô quay lưng đi khuất sau lùm điên điển rồi lặng lẽ trèo về được gặp và biết cô thì trong bụng cũng thấy mừng mừng cái nỗi xuyến sao nó cứ như con nước dòng nước lớn đang ngược về trong già nhưng nó cũng thăm thẳm điệu buồn của từng đợt sóng nhấp nhô rồi vỗ về ào ạt dưới thân xuồng chênh trao nhất là việc út kể có cô ba nào đó ở xóm tôi thật là tốt bụng ngỏ ý muốn cô làm dâu dù sao út cũng đã có nơi khá nghĩa để yên thân gửi phận cho tương lai sau này mà tại sao tôi lại thấy buồn khi nghe cô kể chắc có lẽ tôi cũng đã phải lòng cô từ những phút gặp đầu Tôi suy nghĩ miên man chiếc xuồng lướt đi nhanh vùn vụt, quên cả cái mỏi tay đến khi về tới nhà lúc nào mà chẳng hay. Thấy má đã dọn cơm trưa ngồi cạnh ba bên nồi canh nóng hổi, có bông lục bình và rau nhút trải đầy trên mâm. Tôi đoán chắc thế nào cũng có thêm một tô mắm cá linh, đó là là món ăn ưa thích của tôi trong mỗi độ nước về. Cái bụng sôi ủng ục khi nghe mùi mắm ngon nó bay ra tận ngõ. Thằng năm vào ăn cơm luôn, có bông lục bình với rau chấm mắm cá linh đây bây đã tìm được nơi nào để răng chưa tía hỏi dạ con đã răng rồi đó tía ở đâu lận năm má hỏi con cũng không biết nơi đó là đâu thấy không ai răng thì mình răng thôi mà hơi xa đó má phía dưới cánh đồng ngoài thôi vào ăn cơm chuyện cá mắm tính sau mới có đầu mùa nước có hết đâu mà bây vội đi xa là phải cẩn thận nhé năm những năm trước má thấy xuồng ghe lật liên tiếp khi bão tới mà thấy sợ quá trời. Dạ, con biết rồi má. Chưa gì hết mà bà đã nói xuồng lật, ghe chìm. Tía nói, thì tôi lo vậy mà, vì đây cũng là mùa bão rồi con gì. Không sao đâu, tía má yên tâm, con trèo xuồng vững tay lắm. Ấy trà, mắm cá linh ngon hết sảy ta. Ừ, ăn đi con, mùa nước năm nay lớn phải biết lục bình với rau nhút trôi nhiều quá, hồi sáng tía ra bờ đê rồi sẵn tay hái. Cái món này mà uống với một xị rượu đế thì ngon tới mát trời ông địa luôn. Tía má có biết cái xóm này có ai là cô ba mà nhà nuôi heo hay không? Cái xóm này thì đa số nhà nào chẳng nuôi heo mà mày còn hỏi hả năm? Má trả lời. Nhưng có cô ba nào đó hay mua rau muống của một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi? Tía má có biết cô bà đó là ai không? theo tía thì ở đây nhiều bà thứ ba lắm họ đều mua rau từ nơi khác cho heo nhất là mùa nước nổi bây đi bộ đội có mấy năm về mà quên hết hàng xóm láng giềng rồi hả dạ không phải vậy đâu tía tại con muốn hỏi cho biết thôi ủa mà có gì không năm dạ không có gì đâu má thôi mình ăn cơm thằng này hôm nay sao lạ vậy bà hỏi chẳng đầu chẳng đuôi biết đường đâu mà trả lời dạ không sao đâu tía con hỏi chơi vậy mà lo đi lấy vợ không lo lo toàn mấy cái chuyện đâu đâu trong nhà chỉ còn lại một mình bây thôi đó năm bộ tính ở vậy với tía má suốt đời hay sao vậy con tuổi của bây người ta con đàn cháu đống hết rồi đó má nói bây chịu con chúc con anh bảy cò ở xóm trên không nếu chịu tía cậy chú bảy từ đi dạm hỏi cho bây tía quên là chúc con bác bảy sắp lấy chồng rồi ở xóm dưới rồi hả chính bác bảy bảo tía kia mà ờ nhỉ vậy mà tía không nhớ gì hết trơn hết trọi chắc là tía bây thấy con nhỏ đẹp người đẹp nết nên tiếc xuôi tiếc ngược cứ muốn nó làm dâu cái nhà này đến nỗi quên mất nó chuẩn bị lấy chồng luôn rồi má nói thôi ăn cơm đi tía má cái chiều đó tôi ra bờ đê ngắm nhìn con nước lớn phía chân trời xa xôi hoàng hôn xuống đỏ ửng như gương mặt của cô út thẹn thùng lúc hái rau muống rồi tôi bất chợt hỏi nói vậy là cô út chưa có chồng Út khẽ cười rồi quay mặt quay hướng khác như tránh né cái nhìn từ phía tôi. Hoàng hôn trước mắt tôi bây giờ chẳng khác gì so với gương mặt của cô Út lúc ấy. Bỗng nhiên tôi chợt thấy nhớ Út, nhớ nụ cười hiền hòa, nhớ giọng nói êm ái như một giao hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng trôi chảy vào hồn tôi. Nhìn những chiếc xuồng nhỏ nối ra về trong một chiều nghiêng xuống đỏ thẫm, tôi lại muốn lấy xuồng mình mà hướng tới cái phía chân trời kia. Tôi tiếc hùi hụi như những cánh chim đang bay xa vời vợi. Nếu chẳng phải vì trời dần sắp tối chúng còn mải mê dòng chơi mà chưa chịu trở về. Nếu cô út đừng có cái cô ba ở xóm tôi có ý dạm ngõ làm dâu thì tôi cũng sẽ dáng mà ngỏ lời đeo đuổi. Tôi nhìn ra phía chân trời chẳng còn thấy bóng chim gì. Màu hoàng hôn cuối cùng cũng sắp tắt để nhường cho màn đêm răng kín và xung quanh là những tiếng sóng vỗ bờ như nỗi lòng của tôi đang gọi tên ai đó trong khắc khoải mong chờ. Qua một đêm những dòng suy nghĩ về cô ba nào đó nó như con nước tràn về càng lúc càng lớn mạnh. Cái dạng đông nhô lên đỏ lòm phía chân trời tít tắp, trời hừng sáng những chiếc xuồng máy chạy lạch tạch ngang qua. Nhìn cái cảnh mùa nước nổi đang hiện trước mắt trong một buổi sáng sớm, tôi lại bồi hồi nhớ cái thời đi bộ đội xa quê, nhớ màu bông điên điển vàng rộ cả con đê nhớ mùi vị cá mắm của những mùa nước nổi. Nằm ngủ ở giữa miền đất lạ mà trong giấc mơ còn nghe tiếng sóng vỗ ảo ạt, ngập cả hồn ướt đẫm nỗi nhớ quê. Tôi cười dõi theo cánh chim trời, màu nước cũng dạ lên thiên thanh rất gần như đất trời cùng hòa quyện. Xa xa những con sóng rỗng rạc cứ hồn nhiên như đứa trẻ đòi mẹ. Tôi rời bờ đê trở về nhà chuẩn bị cho việc đi thăm lưới chiều nay. Rồi chiều cũng đã tới tôi lấy chiếc xuồng trèo về phía xa tắp hoàng hôn nơi ấy là nhà cô út rượu chiếc xuồng lướt mau trời cũng tối vội vàng cái tháng mười gì mà thời gian cứ như ngọn gió lướt cái câu người ta hay nói ngày tháng mười chưa cười đã tối quả thật đúng y chang mới có chiều đây mà bây giờ xung quanh bao trùm một màu đen thăm thẳm chỉ có ánh sáng của chiếc đèn pin trên đầu là đang định hướng để tới nơi muốn tìm tiếng khua trèo và tiếng ếch nhái kêu ộp ộp lồng lộng quanh quẩn ở mãi giữa nơi này. Tôi nhìn xa tít phía trước thấy có một đốm sáng đỏ rực. Tôi nhận ra đó chính là ngọn đèn dầu nhà của cô út rượu. Đúng hướng rồi. Cứ thế mà trèo đi. Càng tới gần thấy ngọn đèn càng sáng tỏ. Hình như cái dáng của cô út đang ngồi trên sàn nhà chải tóc. Vui quá. Tôi vụt miệng gọi to. Cô út ơi! Tôi tới rồi đây. Ôi trời đất ơi! anh nằm đó hả sao anh tới trễ quá vậy vì muốn đi trễ cho có được nhiều cá chứ răng xa mà chẳng có con nào thì sợ về bị tía má dày la mùa nước này anh nằm sắm cái máy để chạy cho nó lẹ anh nằm đi gỡ lưới xong rồi ghé vào nhà em chơi lát ừ cô út đợi tôi một xíu tôi bơi xuồng ra còn nghe bài vọng cổ trên chiếc radio được phát ra từ nhà của cô út lâu lâu có giọng của người đàn ông hát kèm theo chắc là giọng của bác trai. Tôi đắc chí rằng, thật là chẳng uổng công để tới đây thành quả là cá quá nhiều đầy áp trong khoang xuồng. Tôi bơi xuồng vô buộc dây vào chiếc cầu ván một mạch chạy lên bờ gọi to. Cô út ơi, cá quá nhiều ra lấy một ít để ngày mai nấu canh chua cho bác trai. Anh Năm lên nhà ngồi chơi. Em với tía cũng mới đi về lúc chiều. Cũng nhiều lắm anh Năm. Anh Năm cứ đem về đi. Nếu nhiều quá thì làm mắm, làm chả hoặc phơi khô cũng được tôi leo lên nhà gật đầu chào bác trai tay cầm chiếc radio say xưa nghe vọng cổ được cô út mời cho ly nước trà nóng thật ấm bụng làm sao trời nổi sấm đỏ rực mỗi cái nháy sáng đều thấy rõ những gì ở xung quanh báo hiệu một cơn mưa sẽ sắp đến trời sắp mưa tôi phải đi về thôi cô út ơi bác trai im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng cái giọng như một tiếng ngỏ để thay thế lời chào đi xuồng mà mưa gió thế này là không được đâu bây cứ để mưa qua trời yên bể lặng rồi tính về nửa chừng trời gặp bão tố một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thì cháu biết phải ứng phó như thế nào tía em nói đúng đó anh năm cứ đợi một lát xem tình hình ra sao cái đã tôi im lặng vì câu nói của cha con họ là hoàn toàn rất hợp lý trong hoàn cảnh thế này chưa nói đến sóng to gió lớn rồi lật xuồng lật ghe những chuyện thế này mùa nước năm nào cũng có người gặp nạn bác trai bước tới vặn chiếc đèn dầu cho ngọn lửa cháy to, nhìn sang tôi hỏi. Trời bắt đầu mưa, một cơn mưa rất mạnh đang đổ xuống ảo ảo. Cháu ở đâu lận? Dạ cháu ở xóm gò. Vậy thì xa lắm. Bác có nghe nói nhưng cũng chưa từng đi sang nơi ấy bao giờ. Dạ, cháu có nghe út rượu nói ngày xưa bác cũng từng đi lính ở quê của cháu, nên chắc bác cũng biết nhiều người và địa điểm nơi này. Phải rồi, bác từng đi lính bạn bè ở đây cũng nhiều người mất kẻ sống cuộc sống thay đổi bác cũng không rõ một số đồng đội ngày xưa bây giờ đang ở đâu bỗng nhiên ông nhìn tôi chằm chằm rồi lấy cái đèn dầu dí sát mặt mà ngẫm nghĩ như cố nhớ ra điều gì đó bác thấy cháu rất giống một người từng là đồng đội của bác y chang lúc ông ấy còn trẻ ngày xưa cùng chung đơn vị cháu có biết ai tên là lê văn thời mà người ta hay gọi là sáu thời hay không già dạ là tía của cháu, sáu thời là tên của tía. Ôi trời đất ơi, hèn gì giống nhau như đúc, nhìn kỹ bác còn tưởng sáu thời đang hiện diện ở đây nữa chứ. Vậy thì tía của cháu là đồng đội của bác đây. Út rượu đang trải tóc nghe xong, tỏa ra vẻ vui mừng, tôi cũng giật mình vui lắm nỗi bất ngờ thanh thang. Vậy là sau này tía con mình về xóm gò có hàng xóm thân thiết rồi, mà ngày mai con có đem cá mắm ra xóm để biếu cho cô bà tía có muốn đi theo để thăm lại người bạn cũ là tía của anh năm không? Nghe xong câu cô út nói gương mặt tôi như ánh đèn dầu thắp sáng lên một nỗi buồn trong đêm đen sâu thẳm. Ông thì vui mừng gật đầu nhằm tán thành ý kiến. Riêng tôi thì co do giá lạnh như đang dầm dề dưới cơn mưa ngoài kia. Hai tía con hỏi thăm đủ thứ chuyện. Trong cái nhà sàn nhỏ âm thanh lộp đột của tiếng mưa nhưng không lấp được giọng nói của cả ba. Cháu tên là gì? bác tên N còn gọi là 2N. Cứ hỏi tên bác thì tía bây chắc chắn sẽ biết và nhớ ra ngay thôi. Dạ, tên cháu là Năm Thuần, cứ gọi là thằng Năm được rồi bác hai. Ông lấy trong túi áo bọc thuốc dê cuốn thành điếu cho lên miệng rồi đốt hút nhà khói phì phèo. Đôi mắt say xưa đang ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời đi lính bên vạt khói trầm lắng mang điệu bộ hồi tưởng với chút suy tư. Ông vỗ vai và kể cho tôi nghe về quá khứ của hai người lính trẻ cùng vào sinh ra từ trong thời khói lửa đạn bom. Tôi hiểu và đồng cảm được tấm chân thành của ông vì bản thân cũng là người đi lính. Chỉ khác ông là tôi nhập ngũ sau này, lúc đất nước yên bình. Thằng năm nè, mưa to gió lớn như thế này thì biết đến bao giờ cho tạnh. Mà nếu tạnh thì trời cũng quá khuya trèo xuồng trong đêm sẽ rất nguy hiểm. Biết sóng to gió lớn lúc nào mà lường trước hà con? không ấy bây ngủ lại đây rồi sáng đi cùng bác đến thăm tía cháu có được không nhưng cháu không về thì tía má lo lắm bác hai ơi không sao đâu cứ nghe lời bác qua đêm ở đây hồi đó con út nó cũng đi bán rau muống ở xóm gò rồi ngủ lại qua đêm bác ở nhà cũng lo lắm nhưng thà vậy an toàn hơn là về bây đừng có ngại nhưng sao cháu có thể ngủ ở đây được nhất là nhà có con gái bây đang gặp khó khăn kia mà cứ để xuồng ở đây rồi sáng mai đi ghe cùng bác về nhà phải rồi đó anh năm lúc này mà về thì càng nguy hiểm hơn anh cứ ngủ với tía ngoài này huống gì em cũng từng ngủ qua đêm ở xóm gò của anh út rượu nói xong khẽ cười dưới ánh đèn lay lắt thấy rõ hai đồng tiền trên má thật duyên dáng làm sao vậy thôi cũng được làm phiền bác hai với cô út rượu tối nay ạ à. vậy để em đi răng thêm cái mùng cạnh tía cho anh năm ngủ ông hai nhìn ra phía cánh đồng mênh mông nước rồi chép miệng thở dài cứ bão tố mưa rông triền miên kiểu này thì mực nước càng ngày càng dâng cao không biết những phận người răng lưới ở những cánh đồng khác họ đối phó thế nào đây thôi bác hai vào ngủ để mai còn đi thăm người đồng đội một lát bay vào ngủ sau nhét năm già dạ, bác hai cứ ngủ trước Ông đi vào trong vặn lớn cái radio lấy tay chỉnh anten hết hướng này sang hướng khác đến khi nào nghe rõ tiếng mới dừng lại. Cô Út ở trong buồng đang lục đục. Tôi vẫn đưa mắt nhìn ra phía cánh đồng tối thui, mỗi lần sấm chớp rền vang một góc trời, tôi lại được nhìn thấy cảnh mùa nước nổi hiện lên trong tầm mắt chốc lát, lại nghĩ đến chuyện ngày mai cô Út đi gặp cô Ba mà trong bụng thấy nó cứ buồn làm sao, chắc có lẽ cô Út đã chịu làm dâu nhà cô Ba ấy rồi tôi chẳng còn một chút hy vọng nào. Anh Năm, anh Năm, anh Năm, cô út gọi tôi hả? Ôi trời đất ơi, nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy anh Năm? Tôi nghĩ không biết ở nhà tía má như thế nào, chắc là lo lắm đây. Ừ, em cũng đoán vậy. Cô khẽ cười, nụ cười ấy rõ ràng dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang treo lơ lửng trên cánh cửa phía trước. Cô vẫn đậm đà đoan trang trong chiếc áo bà ba. Cô út nè, sao cô út chưa chịu lấy chồng có phải cô út phải cái gì hả anh năm có phải cô út muốn làm dâu nhà cô ba ở ấp giữa đúng không được vậy thì quá tốt còn gì em là con gái nhà quê không có đòi hỏi gì đâu có được một bà mẹ chồng như vậy thì quý cho em lắm nhưng sao vậy cô út chắc con của cô ba sẽ không chịu lấy em sao cô út lại nghĩ như vậy vì em là con gái quê mùa mấy anh trai trong xóm dễ gì mà chịu với lại không chừng bây giờ anh đó đã có vợ rồi cũng nên có thể anh ấy đã đi lấy vợ vậy thì cô út quê người đó rồi tìm người khác đi mà cụ thể như như ví dụ như là tôi nè tôi cũng là trai trong xóm gò nhưng tôi không chê gái quê mùa miền sông nước đâu với lại ở đây thì ai chẳng nhà quê mà phân biệt với đối xử uống gì nhìn cô út đẹp người đẹp nết thế này thì ai mà nỡ chê cho đành anh năm nói chuyện vui tính ghê tôi nói thật mà cô út em đâu có biết anh đó là ai đâu mà quên với nhớ ủa là sao út nói gì tôi chưa hiểu cho lắm thì cô ba muốn em làm dâu nhưng lúc đó con trai của cô đi bộ đội chưa về cho nên em đâu có quen biết gì với anh đó vậy mà tôi cứ tưởng cô út có quen biết có lẽ anh ấy đã lấy vợ rồi vì thế út cũng nên lấy chồng đi là vừa sao anh năm biết anh đó đã lấy vợ thì 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 sao hả anh năm thì tôi là người xóm đó mà ai mà tôi chẳng biết đa số họ lấy vợ hết rồi ủa mà anh năm có vợ chưa tôi chưa có nói thật út lấy chồng được rồi đó lớn rồi còn gì lấy ai bây giờ hả anh năm thì lấy trai trong xóm gò ai chưa có vợ thì lấy ví dụ như tôi nè anh năm nói vui thật đó ai mà chịu em sẽ chịu mà nếu cô út đồng ý thì thì thôi em vào đi ngủ đây để ngày mai còn đưa tía tới nhà anh năm thăm bạn cũ anh năm cũng vào ngủ sớm đi cô út e thẹn đưa tay che miệng cười lấy chiếc đèn dầu đang treo lơ lửng rồi đặt lên trên bàn thờ nhờ có ngọn đèn mà bây giờ tôi mới được nhìn thấy di ảnh má cô út bà có khuôn mặt hiền từ và đôi mắt đẹp thì ra cô út có nét đẹp là sở hữu từ bà. Tiếng mưa đã dứt, cảnh vật xung quanh bỗng trở lại im lặng rồi nỗi buồn hiu quạnh của tôi cũng nổi lên trong ánh mắt đầy tràn. Chỉ còn những tiếng ếch nhái ộp oạp vang lên tứ phía, như một bản nhạc dân ca gõ vào đêm là nỗi thiết tha từ thăm thầm gọi về. Tôi đi vào ngủ và nở nụ cười hạnh phúc trong vui mừng lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời được ngủ nhà con gái. Tôi thiêm thiếp chìm vào giấc mộng với những tiếng ếch nhái xung quanh và những tiếng sóng ồ ạt ở phía trước vỗ về. Một sớm mai thức dậy nghe tiếng lạch tạch những chiếc ghe máy chạy qua, cỏ cây bốn bể ướt đẫm sau một trận mưa lớn, cùng với màn sương dày đặc của bình minh vừa đến. Phía xa chân trời hừng đông vừa ló dạng, cô út dậy thật sớm, tay sách những giỏ đồ lình kình mang theo đi xuống ghe. Bác hai cũng đi xuống dưới đã từ hồi giờ rồi. Cô út sách cái gì mà nhiều quá vậy? Sao không để tôi sách xuống cho? Em thấy anh năm còn ngủ nên không dám kêu. Em đem theo một ít cá mắm để biếu cô ba và biếu cho tía anh nữa. Anh năm ơi, chiếc xuồng bị nước vào đầy hết. Có lẽ do trận mưa tối qua, tía em mới tát nước ra cho anh xong rồi đó. Cảm ơn bác hai với cô út nhiều. Tôi chạy ra sau rửa mặt rồi vội vàng xuống ghe cùng với hai tía con. Cô út lái ghe thật giỏi ở xóm tôi chẳng có đứa con gái nào mà biết đến việc này. Đúng là con gái miền sông nước có khác. Họ không ăn diện hay đua đòi mà chạy theo kiểu thời thượng như con gái tân thời. Cứ áo bà ba quần đen tóc xõa, tuy đơn sơ nhưng sao quá dịu dàng. Tôi ngồi trên ghe nói chuyện cùng bác hai, đôi mắt hay dò thám từng cử chỉ hành động hướng về phía của cô út. Khoảng nửa tiếng sau chiếc ghe đã tới, cô út buộc dây vào cây tràm, hai tía con đi theo tôi để vào nhà thăm bạn vừa đến đầu ngõ cô út chợt reo lên ôi trời đất ơi nơi này quen lắm đây là nhà của cô bà đó anh năm không không đây là nhà của tôi không phải đâu em nhớ rất chính xác ở sau có chuồng heo với mấy cây chuối bên hông là bụi tre không bao giờ em quên đúng là vậy nhà của cô ba đây rồi đúng rồi trước kia nhà tôi có nuôi heo nhưng đã nghỉ nuôi cả mấy năm nay rồi ủa nói vậy là hả anh năm là con của cô ba người từng đi bộ đội đúng rồi mẹ tôi thứ ba nhưng tên là hà ở cái xóm này người ta cứ quen miệng gọi má là cô ba vậy là con út nó đã biết gia đình của bây từ trước còn bác lại là bạn của tía bây tính ra thì mình đâu có xa lạ gì phải hông thẳng năm bác hai nói rồi cười dạ phải rồi đó bác hai vì lúc đó út cứ nói cô ba, cô ba mà ở đây nhiều bà thứ ba lắm, lại nhà nào cũng nuôi heo, nên cháu cũng không biết là cô út nói cô ba nào, có ngờ đâu lại là má của cháu. Chắc lúc cô út tới đây thì cháu đã đi bộ đội chưa về. Thôi mình vào nhà đi bác hai. Cái dáng của tía ngồi đó với gương mặt buồn thiêu hướng mắt về phía cánh đồng bên cửa sổ như đang đợi chờ ai đó. Tôi gọi to. Tía! Tía! Tía giật mình chạy ra rồi ngoáy ra phía sau hét lên. Bà ơi! Thằng Năm nó về rồi đây. Mày đi đâu mà tối qua không về nhà hả Năm? Tía với má bầy lo sốt ruột cả đêm. Tối qua trời bão chẳng biết bầy có chuyện gì không. Cứ phập phồng mà sợ. Cũng vì bão nên con ngủ lại nhà bác hai đó tía. Đố tía biết. Đây là ai? Bác hai lột chiếc nón tai bèo xuống. Đôi mắt rưng rưng nhìn tía trong niềm vui sướng dâng trào. Ông đây là có phải là hải nờ bác hai không kìm nén được cảm xúc ông khóc ra thành tiếng hải nở đây sáu thời hôm ông già ôm lấy nhau mà khóc như trẻ con họ vỗ vai mà miệng cứ gọi đã mấy mươi năm rồi trời ơi trái đất quay tròn rồi chúng ta đã vô tình gặp lại nhau cô út cũng xúc động theo đưa tay vịn vào vai tôi mà đôi mắt cũng rưng rưng đỏ hoe má nghe tin tôi về từ nhà bếp lật đật chạy lên thằng năm có phải mày đó không con cô út lấy tay lau nước mắt miệng nở nụ cười khi đối diện cùng má anh năm đêm qua ngủ ở nhà con đó cô ba con là út rượu hồi đó hay đem rau muống sang đây con có ngủ lại đây một đêm với cô ba cô còn nhớ con không ôi trời đất ơi con út rượu đó hả bây bây lớn quá lại đẹp gái xíu nữa cô ba nhìn không ra luôn còn ai kia dạ đó là tía con cũng là bạn từ thời đi lính của bác trai nhà mình luôn đó cô ba ôi quý hóa quá quý hóa thật không ngờ mời anh với cháu út rượu đây vào nhà ngồi chơi má nói bà vào nấu vài món để hôm nay đồng đội tôi nhậu cho say một bữa cho tẹt gà kế coi tôi còn nhớ anh hai đây rất thích ca vọng cổ càng uống say thì anh ca lại càng thấm thía cái trích đoạn nào anh cũng làm được hết thảy càng nghe càng khoái. Hôm nay tôi muốn nghe lại để nhớ cái hồi đó thời chiến tranh khói lửa bên nhau qua mấy lời vọng cổ. Được không hả ông tiểu đội trưởng? Tía nói, giờ thì già rồi, nhưng anh muốn nghe thì tôi sẽ hát lại. Cháu xin vào phụ cô ba nấu nướng ạ. À. Ôi vậy thì còn gì bằng? Út đi theo cô. Tôi lấy xe đạp chở cô út ra chợ xóm mua đồ theo những lời má dặn. Chưa bao giờ thấy vui như 9 phút giây này cái điều bất ngờ nó cũng ồ ạt đến như những con sóng đang vọng về mải miết khi đi chợ trở về tôi trèo xuồng đưa cô út ra ao hái mấy bông súng mới nở cái màu hồng hồng giống hệt bờ môi mọng của cô những bông điên điển đang đong đưa theo gió như tà áo vàng bay lất phất nên thơ cái nét của quê mình bấy nhiêu đây đủ rồi anh năm mình về để tía má khỏi trông có bông súng điên điển và cả bông so đũa đủ nấu đến mấy nồi canh chua luôn rồi đó anh Năm. Út gọi mẹ tôi là má. Mừng quá, tôi nói thầm trong bụng. Ừ, mình về thôi cô Út. Chiếc xuồng nhẹ nhàng lướt trên cánh đồng nước mênh mang. Càng nhìn cô Út, tôi thấy thương mến làm sao. Cô đi trước tôi theo sau, mái tóc dài ngược gió cứ phả vào mặt tôi. Mùi hương của bổ kết dịu dàng, mùi con gái cứ len lẻn trôi vào hồn trầm chậm, chậm mà thơm dịu say xưa cô út phụ má nấu dưới bếp chẳng biết nói chuyện gì vui mà hai người phụ nữ cười khúc khích bên nhau nghe thật rộn rã nhà trên hai ông già cũng đang vui quá xá cứ kể lại những chuyện xưa đã qua rồi những câu vọng cổ cũng vang lên dần dần tía ngỏ ý muốn làm xui ra và được bác hai tán thành đồng ý tôi thấy mừng trong bụng cũng chẳng biết ý của cô út ra sao tôi xuống bếp nhìn cô út đang cặm cụi nấu nướng má khều tay đi ra ngoài nói nhỏ má hỏi thật mày chịu lấy con út làm vợ không? Chứ thấy con nhỏ nó cũng ưng rồi đó. Bây cứ nói với nó rồi qua mùa nước này má làm đám cưới cho. Út chịu con thật hả má? Ừ nhưng cũng phải nói với nó. Cứ nhát như thỏ đế. Im lặng vậy làm sao nó biết mày thương mà nó ưng. Dáng nói đi con. Cả buổi đó tôi chẳng biết nói thế nào trong mỗi lần nhìn cô. Út đi ra sau rửa chén tôi cũng giả vờ đi theo làm phụ rồi những lần cố tình nói vào trong sự rụt rè của chính mình cô út nè gì vậy anh năm có gì muốn nói với em sao cô út lấy đi chồng đi cũng đâu còn nhỏ nữa lấy ai bây giờ thì 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 sao nói em biết đi nếu ai chịu thương em và nói cho em biết em sẽ lấy người đó làm chồng út quay mặt sang chỗ khác đi tôi tôi sẽ cái anh năm này vô duyên thấy ớn à em đang rửa chén mà kêu em quay mặt chỗ khác thì làm sao mà rửa cho sạch được kẻo cô ba lại trách con gái gì mà vụng về quá đỗi rửa chén mà cũng không xong thì tội cho em lắm đó anh năm nhưng út ơi sao anh năm tôi chỉ muốn nói ai cưới được út thì người đó hạnh phúc lắm đó ủa vì sao vì cô út đẹp người đẹp nết lại còn giỏi giang nữa em kể chuyện này cho anh năm thuần nghe nha hồi đó tía em cũng thương má lắm nhưng tía không dám nói tía cứ ấp a à ấp úng rồi má nói nhà em chẳng có đèn muốn có một cái đèn dầu để thắp sáng cho đỡ lẻ loi vậy đó mà tía hiểu được ý của má tía mang theo cái đèn dầu sang đưa cho má rồi nói làm vợ anh nhé thế là má đồng ý thôi vì má cũng thương tía kia mà những mối tình ngày xưa đẹp quá phải không anh năm nhà em chỉ có một ngọn đèn dầu cái đèn ấy chỉ để trên bàn thờ của má riêng cái buồng em thì nó tối thui em cũng muốn có ngọn đèn giàu cho bớt lẻ loi mà chẳng biết đến chừng nào tôi hiểu ra hàm ý trên cô út đang so sánh ngọn đèn tức là người đàn ông nhà có một ngọn đèn có nghĩa chỉ có bác hai trong buồng cô lẻ loi thiếu ngọn đèn được hiểu rằng chưa có chồng vẫn còn đợi người thương tôi cười rồi im lặng cho đến cả buổi chiều ấy Bác hai cũng đã tỉnh rượu hẳn rồi chia tay tía để chuẩn bị ra về. Tôi cũng đi theo cô út để bắt cá và lấy chiếc xuồng về. Trời tối nhanh vội vàng, ánh trăng tỏ thấy rõ hết mọi hướng. Chiếc ghe cập bờ bác hai đi lên nhà nhưng cô út còn ở lại. Em đi thu cá với anh Năm, cho em đi theo với. Ừ được, mà út có biết lội không đó. Tưởng anh Năm nói cái gì, em lội giỏi lắm đó. À, Tôi quên cô út là con gái miền sông nước. Vậy mình đi thôi. Chiếc xuồng rời bờ tiến đến hướng có ánh trăng mà trông như rất gần. Trăng in xuống nước lộ nguyên vẻ thanh bình. Chiếc xuồng lắc lư kèm tiếng cười hí hừng của cô. Thì ra cô đang gẹo tôi rồi thẹn thùng ngó lơ nhìn về phía cuối trời. Cũng giống ánh trăng chia đôi. Một vầng trên trời và một vầng dưới con nước. Vầng trên trời đứng yên nhìn xuống chẳng biết mọi vầng ở dưới nước đang mắc cỡ nên mặt nước đã gợn lên những lăn tăn nhằm giấu đi cái nét duyên hiền hòa. Nhưng nó cũng sẽ đẹp trở lại khi trời yên bể lặng. Mọi thứ nên thơ, sẽ lộ ra vẹn nguyên trên cánh đồng nước nổi. Xong chưa anh Năm, đưa em vào bờ. Xong rồi đó, trăng hôm nay sáng và đẹp quá cô út hen. Em thấy trăng sáng, mà thấy mình ganh tị quá trời à? Sao vậy cô út? Vì buồn nhà em tối thui chỉ ao ước có được một ngọn đèn dầu mà chắc út nè rồi cái buồng nhà cô út sẽ có ngọn đèn dầu để thắp sáng đêm đêm thật vậy hả anh năm ờ ừ, tôi nói thật mà chiếc xuồng đã cặp vào bờ cô út đi ngang qua tôi để bước lên vẫn là mùi tóc đã ướp hương bổ kết nồng nàn thơm ngát cả không gian cô đi lên tôi mở lấy cái đèn dầu trong khoang xuồng rồi giấu phía sau lưng ới mà cô út ơi khoan đã. Út quay lưng lại đôi mắt đượm buồn thấy rõ dưới ánh trăng tháng 10. Gì vậy anh Năm? Tôi chạy đến nắm lấy tay cô Út rồi đưa cái đèn dầu. Út làm vợ anh nhé. Út lấy tay đón nhận rồi khẽ cười gương mặt rất tươi lẫn thẹn thùng e ấp. Út cầm chiếc đèn dầu, gật đầu rồi bỏ chạy lên nhà trong ngần ngại chín đỏ. Chỉ còn vọng lại chỉ một câu thật ngắn gọn. Anh Năm về cẩn thận nhé. Tôi sung sướng, mừng muốn hét lên rồi cười như một đứa trẻ con vừa được quả con nước trên cánh đồng bao nhiêu thì bụng tôi cũng mừng đến bấy nhiêu trước khi xuống xuồng để trở về tôi nhìn lên trên nhà thấy cô út còn nép mình sau tấm vách trông theo cười duyên dưới ngọn đèn leo lắt tôi xuống xuồng trèo đi rất vội vàng nó lướt nhanh như chiếc ghe máy chạy tôi mừng quá nghêu ngao ca lên đến mấy câu vọng cổ liên tiếp tiếng hát vọng xa xa như đang khoe với cảnh vật xung quanh nỗi mừng vui từ tâm tư của mình. Ngoài tít tắp trời là ánh trăng thắp sáng cả một cánh đồng mùa nước nổi. Nhưng chẳng bao giờ sáng hơn cái ngọn đèn dầu của tôi vừa trao gửi cho nàng. Rồi từ đây nhà cô út sẽ có hai ngọn đèn dầu. Một ngọn là bác hai và một ngọn là tôi. Chiếc xuồng đã tới. Tôi buộc dây vào cây tràm. Mừng quính một mạch chạy về. Mà quên cả lấy cá. Nếu về, tiếm má mà có hỏi cá răng lưới đâu rồi tôi sẽ trả lời rằng tía má ơi con đã dính được nàng tiên cá to đùng. Ở ngoài kia chỉ còn lại ánh trăng giả cỗi và từng đợt sóng cuộn, chúng liên tiếp nối nhau như âu yếm vỗ về. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại